tủ rượu này nếu mà làm bình thường thì nó sẽ là giá 18.900. Nhưng mà tủ rượu này màu cũng vừa mới bị bom nhá mọi người. Đấy, thực sự mọi người là khi mà cái vấn đề mà kinh tế nó khó khăn ấy, nó có nhiều cái vấn đề đủ thứ nó sẽ xảy tới mọi người. Nên Mộc thì tinh thần của Mộc thì luôn luôn lạc quan vui vẻ, nên nó cũng không sao hết mọi người. Khó khăn thì mình chơi thôi chứ có ở đâu. Bởi vì thực sự mọi người là Mộc đã trải qua rất là nhiều khó khăn rồi. Là Mộc đã kêu là có những thời kỳ mà Mộc khi mà Mộc học kinh doanh là Mộc đi phát tờ rơi, hay là Mộc bán hàng ngoài lề đường, hay là ngay kể cả những thời điểm đấy tinh thần của Mộc cũng cực kỳ lạc quan với vui vẻ thì mình mới phát triển được mọi người, chứ khó khó xíu mà đây bèn lui hay kêu tao nản quá này, thấy rồi. Thế là đi rồi mọi người là không phát triển được đâu. Nên thường Mộc hay nói là khó à, hay khó nữa đi, xem nó khó như thế nào. Đấy, thường thường khi mà khó là Mộc hay cười mọi người. Mộc cười, nhưng mà cười thực sự là cười trong lòng mọi người. Mộc kêu là tinh thần của Mộc cực kỳ gọi là lạc quan với hưng phấn ấy. Mộc kêu là khó à, khó đi xem thử khó cỡ nào. Lúc đấy là Mộc sẽ phát triển, Mộc sẽ phát triển cực kỳ mạnh. Đó, có những thời kỳ mọi người biết là cửa hàng của Mộc ấy là phải chuyển vô trong kho, đóng cửa, nhân sự nghỉ hết luôn nha mọi người. Mộc vẫn cười nha, Mộc vẫn cười kêu thôi rảnh có thời gian Mộc đi chạy bộ. Đó, Mộc đi chạy bộ, Mộc tập thể dục cho nó khỏe, không sao hết. Và sau thời kỳ đấy Mộc lại phát triển lại. Đấy, nói chung là khi mà mọi người có cái tinh thần lạc quan ấy, khó khăn ấy tới mà mọi người vẫn cười chuyện nhỏ thì mọi người sẽ phát triển tiếp được. Còn nếu mà mọi người mà cứ khó khăn là mọi người nản quá, buồn quá, chán quá là nó đi mọi người. Đấy, cái vui vẻ nhất là mình vẫn còn sức khỏe mọi người. Đó, cái tủ rượu này ăn chắc của Mộc bom hàng là bởi vì ăn muốn cái cây này là ăn thiết kế của Mộc là tháo lắp, là cây này là 18.900 cho ngang 1m2 nha. Nhưng mà ăn muốn cái cây này nó dài, phải dài từ trên này ra xuống, nhưng mà Mộc nói là tùy cái thiết kế. Bởi vì cái thiết kế mà lúc mà ăn ghé tận sửa Mộc ăn coi luôn rồi nha. Xong rồi cuối cùng ăn vẫn bắt bẻ Mộc thì chịu thôi mọi người. Nói chung là người ta đã bắt bẻ, người ta đã không muốn nhận hàng thì mình cũng chịu thôi. Xong cái vén này thì mọi người thấy là cái vén này Mộc sẽ làm các vén nhỏ Mộc ghép lại. Bởi vì cái gỗ gõ đỏ rất là mắc tiền cho mọi người, với cả mình không có làm vén lớn. Bởi mọi người thấy là những cái tủ áo hay gì, những cái đồ gỗ của Mộc mà mọi người thấy là 40-50 triệu hay gì, hay những tủ rượu mà Mộc quay 50 mấy triệu ấy, thực ra nó cũng ghép từ nhiều tấm nhưng mà nó lớn hơn một chút thôi, thì nó cũng ghép nhiều tấm lại. Còn mọi người thấy là nhiều khi cái tấm gỗ đỏ mọi người thấy là nguyên một tấm liền luôn nha, từ trên xuống dưới mà bản to 1m2 như thế này luôn. Thì cái đấy là gỗ đỏ, là cái bên trong nó là gỗ cao su, trong người ta phủ gỗ đỏ bên ngoài xong người ta mới ốp vô cho mọi người. Chứ một tấm mà chẳng hạn như mọi người biết, một tấm mà chẳng hạn như dày 1 phân 1 mà nguyên một tấm mà bản to 1m2, 2m như thế này, một tấm thôi mấy triệu rồi đấy. Mà mọi người ốp vô cái này thì mọi người biết là nó rất là cao tiền, và nữa là nó không bán được, với cả nữa là mình cũng không có sẵn gỗ tự nhiên để mình ốp như vậy nữa. Bởi vì không có gỗ, bởi cái gỗ gõ đỏ này bây giờ mọi người nói chung là nó cũng khen rồi mọi người, nói chung khen rồi. Đấy, cái tủ rượu Louis, nếu ai ưng ý mẫu này nha mọi người thì mọi người có thể đặt hàng bên Mộc. Đấy, tủ này thì 18.900 1m2, còn tủ này có thể thiết kế tháo lắp lên lầu nha mọi người. Ăn khách này ăn đặt tháo lắp lên trên lầu, nghĩa là cái khúc này có thể gỡ ra và bê lên trên lầu, cái khúc dưới nó gỡ ra thành một khúc nữa. Xong rồi ăn lại kêu thiết kế là như vậy ăn không ưng. Ăn xong rồi ăn từ đầu ăn nói là kêu ăn tin tưởng bên em tuyệt đối, em cứ làm sao cho ăn bê lên lầu được rồi. Cuối cùng làm xong rồi bom hàng rồi, bó tiêu bó chiếu luôn. Đó, tủ rượu đó. Còn đây cho mọi người coi những cái bàn ăn nguyên khối của bên Mộc. Đấy, kêu ơi, bên Mộc có bán cái bàn ăn nguyên khối không? Thì thực sự là những cái bàn này Mộc bán và để trong kho rất là nhiều. Mọi người có thể ghé coi trực tiếp. Chẳng hạn như bộ này là 77.900 này, hay những bộ mà 80 mấy triệu, hay như bộ này thì cái chân nó đẹp hơn, cái chân mẫu chân mới của bên Mộc à, nghĩa Louis đấy. Bộ này nếu mà ra bộ nó ra 100 mấy chục á. Để xíu nữa Mộc sẽ làm một clip Mộc quay cho mọi người coi nha. Đấy, cái bộ bàn ăn này ấy, thì mọi người để ý là cái tấm tựa này, nó điều đặc biệt là cái tấm tựa này nó dày 4 phân, và bộ này là giá là 39.900 cho một bộ bàn ăn thần biển này, bàn ăn thần biển Poseidon nhé mọi người. Đấy, cái mẫu này mẫu mới của bên Mộc. Nói chung là mẫu này thực sự mọi người là trong những mẫu bàn ăn thì Mộc thấy cái mẫu này rất là đẹp. Nếu mà mọi người tài chính
dư dả thì mọi người có thể sử dụng những mẫu banh ăn như thế này. Đấy, hú gõ đỏ. Đấy, rất là đẹp luôn. 39.900.000. Bàn này thì nó sẽ làm thiết kế là viền ngoài là dày 3 phân, mặt bên trong 1/3, dài 1m97, ngang 97 theo cái số phong thủy đó mọi người nha. Đây cho mọi người coi các nét của hàng mắc tiền. Đấy, cái hàng mắc tiền thì cái chân và các nét chạm của nó mọi người sẽ thấy là rất là đẹp và tinh xảo luôn. Cái này thì mộc mới chỉ gọi là sơn lót thôi, chứ chưa có sơn hết toàn bộ nha. Một bộ bàn ăn thiết kế mẫu mã rất là đẹp. Đấy, nhưng mà hơi mắc tiền chút, 39.900.000 bộ này. Và thêm một cái tủ rượu. Cái tủ rượu này là tủ rượu 1m2. Lưu ý